Dạ em chào anh chị nhá. Dạ vâng anh chị, cho em xin phép được hỏi anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, chị là Lê Thị Nga và đến từ từ D18 Khu Mở Rộng mà tới Bình Dương. Dạ, còn anh trai tên là gì? Diệu. Anh tên là gì ạ? Nguyễn Văn Dưỡng. Anh đến từ Không cần đâu. dạ D18 đến là mình ở huyện tỉnh nào? Bến 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 Cát, Cát, Bình Bình Dương Dương. ha. Dạ. Dạ rồi thì hôm nay anh chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Vụ việc cháu bỏ nhà đi đó em, Tức là tìm con đúng không tìm ạ? tìm con. Anh chị là vợ chồng đúng không ạ? Dạ rồi thì em xin phép được chuyện trò với chị ha. Dạ, con trai nhà mình tên là gì ạ? Cháu là Phạm Văn Thiện, Con trai nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? cháu sinh năm 1999 mà cháu năm nay 24 tuổi. Dạ, con trai nhà mình 24 tuổi 24 tuổi bỏ nhà đi cụ thể là ngày nào chị? ngày 24 24 tháng mấy? 24 tháng 4 24 tháng 4. Tới thời điểm hiện tại hôm nay là ngày mùng 9, là ngày tức mùng 9 là là 15 15 ngày. Em mời chị chia sẻ chi tiết sự việc cụ thể con trai nhà mình bỏ nhà đi như thế nào. vì là bà hôm nữa cháu có đi nhậu về thì bà mới la dạy cháu, Bà là bà nội hay bà bà ngoại? ngoại Dạ. thì bà mới la, chị mới nói gì cháu mới dạy chữ bà, chị mới nói dạy thì chị cũng la cháu, rồi chị cháu quên nhậu quên đi ngủ đi, cái hai bà cháu mới cự cãi, rồi sau bắt đầu cháu mới vô nhà lấy đồ á, rồi cháu mới mang đi, rồi đi rồi chứ chị bà cứ giữ lại thì nó tiếc tay bà ra Ồ, rồi nó. tức là con trai nhà mình đi nhậu về và bà ngoại có la đúng không ạ? Và sau đó thì con trai nhà mình có cự cãi, Cứ chửi lại cãi bà ngoại luôn ạ. chửi Chửi lại bà ngoại luôn. rồi hắn xách cái cặp đồ đi thì bà mới giữ cái tay lại mới tiếp bà ra, tí nữa bà té. Trời ơi, bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi Bà rồi năm mươi chị? bảy gần 76 79 vậy ạ. 69 tuổi rồi ha. Và bà có la và Bà con trai la nhà mình cũng hổn ha. chị biết Chửi lại là hổn thì rồi đứa đấy. con trai là hỏi mất dạy, chị biết Dạ. là cháu nó cháu nó vậy. Dạ. Cứ sau đó là đi vô nhà chị đứng lên vô nhà cấp vô phòng đi ngủ kia, hắn ngủ với bà mà. Cái rồi hắn đi mở cửa phòng ra, À, tức là con trai nhà mình năm nay 24 tuổi là vẫn ngủ với bà ngoại. ngủ bên ngoài, ngủ trong phòng riêng. Dạ. Rồi cháu mới mở cửa ra thì bà ngoại mới đóng cửa, rồi mới mở cái cửa lầu ra thì mới ra ngoài đến đi lấy đồ đi em đi, rồi bà mới giật cái ba lô lại thì mới tía tay bà để đi ngày bữa giờ, ngày hôm nay 15 ngày. Và bây giờ mình đã biết được rằng lý do nguyên nhân chính con trai nhà mình đã bỏ đi rồi đúng Rồi không ạ? Là gây lộn, gọi là gây lộn với bà ha. rồi chị lúc đó chị cũng nóng quá, chị cũng la cháu vậy, chị quên mất dạy la chị chửi lại bà, cháu mất dạy chị biết la cháu vậy đó. Dạ chị la, cái đó là la đúng. Tại vì theo như chị chia sẻ thì con trai nhà mình như vậy là hổn. Đúng không ạ? Một cái hành vi như vậy là hổn láo với lại bậc đấng sinh thành, bậc làm cha làm mẹ, hổn láo với lại bà ngoại. Dạ. Thì từ cái ngày con trai nhà mình đi đấy thì mình có liên lạc được không? Nó chị liên lạc với nó thì không được, nhưng mà thằng chịu con gì nó bố mới là lấy cái cặp đồ á, là nó nghe nói là con gì nó nói là bán cái điện thoại chị bị điện về cho chị, con gì bên Đồng Nai á, Dạ. là chạy xe hết mua cái xe cúp mà không biết mấy trăm ngàn nên chạy qua Đồng Nai, con gì bố quân về phòng của chú con ở đi, cứ bữa quân sợ chú liền la quân, rồi quân lại về Bình Dương, quân quay lại Bình Dương cứ đến mấy ngày như chị nhà chị nóng rồi chị không ngủ được, cái chạy với điện cho quân em hay giấu tao cháu mình đứa mình nuôi giấu cái Dạ. con gì nó nói không có vậy là tôi giấu bà, cái rồi Dạ. hôm qua thấy với lấy cái máy của chú liền nó với nhắn tin qua cái máy của chú nó cho Ngày chị hôm qua. ngày hôm qua, là chị Dạ. lúc chị đi tăng ca về 6 giờ là bị bà ngoại mới nói, rồi Dạ. mới thực hiện nhắn tin về chú là nó đi lên cái cam rồi Trời ơi. thì hai bữa quân không có tiền về Là nhắn tin, tức là con trai nhà mình nhắn tin cho nhắn gì ạ? cho gì ở bên Đồng Nai á, Là đã qua cam rồi. chị mới nói là chị đi bên đi trình Nhắn tin bằng số điện thoại hay bằng cái gì ạ? cái Facebook của cái ông này này mà chị À, với ông gì gì đó gì Hoàng mà chị nó nói là quân. rồi chị cứ chia sẻ tiếp đi, tí nữa thì bên em sẽ xem nha. Chị cứ chia sẻ đi ha, chị cứ cầm tấm hình lên đi. Rồi cháu mới chạy với về chạy với Tức là nhắn tin qua Facebook nhưng mà Facebook đó không phải là chính chủ của con trai nhà mình đúng rồi mà Facebook của người khác, là nói là qua cam. có cam Ừ, cái này mình cũng chưa xác thực được, chưa có gì xác thực được, đó là cái sự thật đúng không ạ? thì cháu nhắn tin về cháu nói vậy đó,
chưa chắc đó là phải là con trai nhà mình nữa. Đúng không ạ? Bởi vì mình chỉ có xem qua tin nhắn mà đặc biệt lại là qua một Facebook của người khác. Mình có tận mắt mình nhìn thấy con trai nhà mình không? Có gọi cạc video không? Không ghi âm. Có nghe giọng nói không? Không, đúng không ạ? Không. Dạ. Và quá trình 15 ngày qua thì gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm được ở đâu rồi? Thì chị cũng tìm kiếm lòng vòng ở đây mà không có, lòng vòng đêm 18 rồi bên Đồng Nai các thứ cũng không có. Nhưng mà nói chung là bạn bè của nó chơi thì chị thấy quên cũng mấy người cũng đi cùng đi làm công ty á, mà chị nói chung là quên mấy người ở đây mà buổi người ta mới không, nó không có qua. Tức là mình cũng đi tìm kiếm nhiều chỗ, nhiều nơi nhưng mà không có một tin tức gì về con. Theo như bạn thân chị nghĩ rằng là con trai nhà mình vì lý do là giận mẹ, giận bà ngoại đi, đúng không ạ? Đúng rồi. Chị có lo lắng rằng 15 ngày qua con trai nhà mình đi ra ngoài xã hội gặp những điều không may không? Thì chị cũng nghĩ như vậy đó. Chị nghĩ sợ cháu ra ngoài rồi không may người ta, lúc con cháu ở nhà chị, bà ngoại cũng có dặn con cháu là cũng nghe lời người ta, thì người ta dụ sang Campuchia rồi không có tiền gì. Nếu như cái tin nhắn vừa rồi chị vừa cung cấp vừa chia sẻ là con trai nhà mình nói là ở bên Cam, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Nếu sự thật con trai nhà mình ở bên Cam thì bản thân chị sẽ như thế nào? Chị nói chung là chị nhờ nhờ đỡ các em giúp đỡ gia đình chị cũng không biết nói sao nữa. Thật sự mà nói thì thời gian vừa qua đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ việc các em thanh thiếu niên, đặc biệt là các em trai tuổi đời còn rất nhỏ cũng như đã trưởng thành, đã tìm kiếm việc làm trên mạng và rồi bị cám dỗ đưa sang Campuchia để mà làm việc. Công việc mà các đối tượng đưa ra đó là làm việc online kiếm tiền, gõ tức là thực tế là bấm máy tính kiếm một tháng 1.000 đến 2.000 đô. Nhưng mặt sau lưng, mặt trái thì đó là những cái kết rất là chát đắng. Rất nhiều gia đình đã bỏ số tiền lớn ra để mà chuộc con. Nhiều gia đình phải bán đất, bán đai, bán bò, bán trâu. Thậm chí không có tiền phải đi vay tiền lời cao để mà chuộc con về. Đó là những vụ việc mà đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều. Và đội sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã làm rất nhiều video clip để mà đăng lên, truyền thông lên, để truyền tải thông điệp cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ, các em thanh thiếu niên xem để mà cảnh giác. Không riêng gì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, rất nhiều các đài truyền thông báo chí cũng đã đăng tải lên về vấn đề việc nhẹ lương cao, nhưng rồi các em không có xem, không có quan tâm tới. Dạ. Thì lúc cháu ở nhà chị cũng đã, bà ngoại cũng có nói biết cái gì đó, nói là với cháu mới có lớn lên cháu là vừa đi ra đường thì người ta dụ dỗ thì còn tới bán quà đó không có tiền đi chuộc về đâu, chị Đa cũng cơm số dỗ chị. rằng các em thanh thiếu niên là thường thường tìm kiếm việc làm đó là ở trên mạng các trang Facebook. Mà nói chung con nhà chị nó chưa có ra đường đời lắm, vẫn cũng có ăn ở nhà nó làm công ty không mà rồi nó về nhớ nó cứ chơi game vậy đó, Dạ. nó không có biết cái gì hết, nói chung là ra đường ăn thua hơn người ta nữa. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn và rất là tiếc. Hy vọng rằng con trai nhà mình sẽ không rơi vào trường hợp là bị đưa qua Cam để mà làm việc ha. Vẫn quanh quẩn đâu đó ở Việt Nam thôi. Ha chị ha. Thì chị có điều gì trên cái video này chị muốn gửi tới con trai mình không? Chị nói đi. Thì chị cũng bây giờ chờ chị hết thì chị cũng nhờ các em giúp đỡ gia đình chị, rồi có gì thì chị nói lại sau, hậu tạ lại sau. Khi mà chị về đây nhờ thì đội sẽ giúp chị miễn phí. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không nhận hậu tạ, không cần quà cáp, chỉ cần một tiếng cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như cảm ơn tất cả bà con cô bác cộng đồng mạng là vui rồi chị nha, nên chữ ký yên tâm nha. À, Đội sẽ giúp hoàn toàn miễn phí cho gia đình nhà mình ha. chị cảm ơn mẹ các em rất Dạ, nhiều. chị có điều gì muốn chia sẻ, muốn nhắn gửi tới con trai nhà mình không? Chị gọi tên con trai cho mình, chị nói chuyện với con trai đi. Chị cũng mong cho cháu nó về, chị cũng cảm ơn quân mẹ, cảm ơn quân nhiều và hậu tạ cũng các anh các bác. Nếu con có xem được clip này mà thấy mẹ đang đi tìm, mẹ lặn lội đường xá xa xôi, 15 ngày qua mẹ đi tìm con, thì mong con hãy sớm quay trở về. Chị nói đi, nói với con đi. Mẹ cũng gắng đi tìm quân, đến 15 ngày quân sẽ quay về với mẹ, rồi mẹ cảm ơn. Bà la con, mẹ la con là vì muốn tốt cho con. Bà là quân thì mẹ là quân muốn tốt cho quân thôi chứ không muốn cho quân xấu, quân đi vô đường nghiện ngập Rất thì buồn ha. mẹ rất chi là buồn. Dạ rồi anh trai, anh có điều gì, có thông tin gì anh muốn chia sẻ này không, về con nhà mình không? Thì muốn nhờ các anh kiếm nó dẫn về nhà. Theo em được biết thông tin thì cái điều này hơi tế nhị,
Nhưng mà em xin phép được hỏi chuyện xíu à, là anh là cha dượng đúng không ạ? Anh thương con nhiều không? Nhiều cái đông không có la gầy nữa nha. Đúng không ạ? Con dù là không phải là con ruột nhưng mình vẫn thương ha. Cái này là con riêng của vợ mình ha. Mình trước giờ là mình không la dầy gì em nó đúng không ạ? Mình không có làm gì em nó buồn đúng không? Thì bản thân anh thì có điều gì muốn nhắn gửi tới con không? Mong anh biết ấy thì mình đi về nhà. Dạ. Dạ rồi thì vụ việc của hai vợ chồng anh chị thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải video clip này lên trên khắp các trang mạng xã hội cũng như là lên đường tìm kiếm ở khu vực phía Nam. Hy vọng rằng 1-2 ngày tới sẽ có thông tin manh mối về con trai nhà mình. Hy vọng rằng con trai nhà mình vẫn còn ở Việt Nam. Chị nếu mà cháu ở Việt Nam thì rất cảm ơn bọn em rất trân nhiều và hội đồng má. Và hy vọng rằng khi mà cái video clip đăng tải này lên thì con trai nhà mình sẽ xem được và sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Dạ, toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Thật đi em Nếu có gì sai trái, hay trái thì chị sẽ chịu hậu quả sau này chịu hoàn toàn trách nhiệm hoặc đúng trước pháp luật. pháp luật. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Được em Đồng ý không ạ? đồng ý ạ. Dạ. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, chị đồng ý không ạ? Dạ rồi thì em cảm ơn câu chuyện của chị rất nhiều và em thay mặt đội chị Nguyễn Thanh Hải chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui con trai nhà mình sẽ quay trở về. Dạ thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, nếu ai có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đưa em nó cũng như là khuyên em nó sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại mẹ, cùng với gia đình, cùng với cha, cùng với lại bà ngoại, cùng với lại người thân. Thì rất mong rằng cái video clip này khi mà đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội thì tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để cho em nó sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng trong suốt quá trình thời gian qua đã luôn đồng hành sát cánh cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Em